cô xin chào tất cả các con. Bài học hôm nay trong cái phần hai La Mã là cô sẽ nói về cái môi trường qua các thời kỳ lịch sử. Và qua các thời kỳ lịch sử thì như các con đã học ở kiến thức năm lớp 6 và năm lớp 7, đặc biệt là những cái bài đầu tiên của lịch sử thế giới, thì cô sẽ hệ thống lại cho các con những cái kiến thức mà các con đã học ở năm lớp 6 và năm lớp 7 đó. Đầu năm lớp 7, và đặc biệt là cô sẽ cung cấp cho các con một cái kiến thức mới của đầu năm lớp 8 mà để các con làm quen. Như vậy trong cái phần môi trường qua các thời kỳ lịch sử này thì cô sẽ chia là nội dung của chúng ta sẽ chia là ba nội dung chính. Thứ nhất là về thời kỳ xã hội nguyên thủy, thứ hai đó là xã hội thời phong kiến, và cái vấn đề thứ ba đó là xã hội công nghiệp của chúng ta. Vậy đầu tiên là các con sẽ tìm hiểu về xã hội nguyên thủy. Và xã hội nguyên thủy, để tìm hiểu cái này, bây giờ cô có một câu hỏi đặt ra cho các con. Các con coi cho cô biết là con người chúng ta có nguồn gốc từ đâu. Cái này học năm lớp 6 rồi nha. Rồi cô mời con ở bên dưới. Nguồn gốc thường con vượng cổ. Cảm ơn con. Và trong cái quá trình tiến hóa của con người thì chúng ta đã phát triển thành người tối cổ trong khoảng từ 3 đến 4 triệu năm chưa đây. Và thông qua những cái hoạt động của mình thì con người chúng ta đã làm cái gì? Thì cô mời các con quan sát một số cái hình ảnh về hoạt động của con người trong cái thời kỳ xã hội nguyên thủy này. Giờ các con có thể là quan sát từ ở bên tay trái của các con, kể cho cô những cái hoạt động của con người chúng ta trong giai đoạn này. Đây, hình đầu tiên bên trái, hình A. Rồi cô mời con Yến. Hái trái cây. Cảm ơn con. Rồi cô mời con hình B. Đánh bắt cá. Rồi tiếp theo. Rồi cái tổ này sao ít như ta quá ha. Rồi cô mời con. Cảnh thông minh lắm. Săn thú. Săn thú ở đâu vậy con? Cảm ơn con. Tiếp theo là gì đây? Hình phía dưới. Hình phía dưới đầu tiên cho tổ này ha, cho các bạn dễ thấy hơn. Là cô mời con đi Phương. Đuổi thú rừng. Đó là ý kiến của bạn, còn ý kiến nào khác nữa không? Thấy nhìn, mình có thể nói nhiều ý mà. Rồi cô mời con. Đốt rừng. Vậy đốt rừng để đuổi thú rừng, rồi dồn thú rừng, rồi sau đó con người sẽ làm gì vậy con? Giết, mình không nói là từ giết mình, con người là săn bắt và chủ yếu. Rồi cảm ơn con. Rồi còn cái hình ở bên tay phải của con, thì cái hình đó là gì vậy? Rồi mời con. Gì cảm ơn con, là thảo thức ăn. Hay nói chính xác hơn là con người chúng ta đã biết sử dụng đó là lửa để nấu chín thức ăn. Và một cái công dụng lửa nữa đó là gì vậy con? Lửa mình dùng để làm gì đây? Rồi cô mời con chính. Lửa dùng để đun nấu. Dùng để đun nấu hả? Cảm ơn con, cái gì nữa không? Rồi cô mời con. Dùng để sưởi ấm. Vì vậy thông qua những cái hoạt động đó thì các con thấy rằng từ khi con người chúng ta xuất hiện thì con người chúng ta chủ yếu trong giai đoạn này chúng ta săn bắt hái lượm. Và thông qua những cái hoạt động của mình thì cái cuộc sống của con người dần ngày một cải thiện hơn. Nhưng mà thực tế ra người ta nói rằng cái thời kỳ nguyên thủy, đặc biệt là cái giai đoạn tối cổ đó, nó cuộc sống của con người khá là bất bền và nó kéo dài hàng triệu năm. Và giống như năm lớp 6 các con đã học, đó là thời kỳ người ta nói rằng là ăn lâm ở lỗ đó. Cái này của ông lại nhớ con học chưa ta? Học rồi. Nhưng mà thông qua những cái hoạt động đó thì con người chúng ta cũng đã có những cái tác động đến cái môi trường sống, môi trường xung quanh. Như vậy theo con, cái con nhìn lại hình một lần nữa để con thấy là con người chúng ta đã tác động như thế nào đến cái môi trường xung quanh của chúng ta. Nãy giờ mình tìm hiểu rồi, giờ mình nhìn lại những cái hình đó thôi, không có gì nữa. Suy nghĩ mình sống nè, mình săn bắt nè, mình hái lợn nè, là rất nhiều thứ đó. Vậy theo các con nó sẽ tác động như thế nào? Cái này các con suy nghĩ. Là cô mời con. Phá hoại. Cảm ơn con. Vậy mình nhìn chung lại là phá hoại, nhưng mà phá hoại như thế nào? Con sao vậy? Rồi cô mời con bên dưới. Con. Làm tuyệt chủng một đời động thực vật quý hiếm, nhưng mà tuyệt chủng đó thì phải trải qua một cái quá trình rất là dài,
Rồi cô Ngoại Hiếu. Cô là do họ cải thiện đời sống của mình và cô tự làm phẩm với thiên nhiên. À đúng rồi, còn chú Đình làm phản với thiên nhiên như vậy, sự tác động của con người trong cái thời kỳ xã hội nguyên thủy này theo các con là ít hay là nhiều? Rồi cô Mày Yến. À rất là ít, và cũng như cô nói nhấn mạnh là nó trải qua trong một cái thời gian hàng triệu năm. Các con nắm phần này chưa? Rồi chúng ta sẽ sang phần nào. À, xã hội nông nghiệp. Để tìm hiểu về thời xã hội nông nghiệp thì như cô đã nói, thường từ ruộng cỏ rồi chúng ta tiến hóa thành người tối cổ, và giai đoạn thứ ba đó là chúng ta phát triển thành người tinh khôn là khoảng 4-5 trước đây. Vậy các con quan sát cho cô một cái hình ảnh, mà cái hình ảnh này thực tế ra vào khoảng 4.000 năm trước đây thì con người chúng ta đã tìm ra một cái loại nguyên liệu mới, và cái nguyên liệu này nó có tác động vô cùng quan trọng đến cái đời sống của xã hội con người. Cái này đã học cái bài số 2 trong phần lịch sử lớp 6 của các con. Nhớ cái nguyên liệu đó cho tôi hiểu gì không? Rồi cô mày đâu đi. À là kim loại. Bạn có con có biết là kim loại đầu tiên của chúng ta phát hiện ra là cái gì? À là cô mày con bên dưới. À là đầu, để tiếp theo chúng ta tìm được những cái vậy cái tiếp theo là gì? Rồi cô mày con. À cảm ơn con. Và cái hình ảnh mà các con quan sát ở trên đây đó là một cái của chúng ta chế tạo công cụ bằng kim loại, và nó tác động đến cái cuộc sống, đến đời sống của con người, đặc biệt là trong quá trình sản xuất. Dạ, các con quan sát cho cô hai hình ảnh. Hoạt động sản xuất chủ yếu của con người trong cái giai đoạn mà hình thành có dây thấp. Đây, dạ, giờ cho cô cái hình ảnh trái. Cho cô biết đây là hoạt động cái gì của con người đây. Từ từ để cho các bạn quan sát. Cái tổ bên đây hơi bất tiện xíu. Thấy không con? Và nhìn hình bên đây. Ta đang cầm công cụ đứt tay. Ta làm cái gì đây? Và của người con họ đang trồng trọt. Cầm cái dụng cụ trên tay, họ đang cào đất lên để họ gieo trồng xuống. Rồi ở bên đây tay phải của các con rồi cô ngồi bên dưới chính giữa, con không đeo mắt kiến đang chăn nuôi. Cảm ơn con. Vậy hoạt động chính của con người chúng ta trong cái thời kỳ mà người tinh khôn rồi sau đó hình thành nhà nước là chúng ta hoạt động sản xuất nông nghiệp. Và đây là cái hình ảnh về một số cái hoạt động nông nghiệp ở một số quốc gia mà các con đã tìm hiểu. Rồi nhìn hình này, biết là ở quốc gia nào không? Rồi mời con. Rồi mời Yến. Cảm ơn con. Khu hoạt lúa ở Ai Cập. Rồi cái đây là một cái hình ảnh dẫn nước vào ruộng cũng ở Ai Cập. Rồi con mới biết cái hình bên kia làm ruộng biết ở đâu không? Cái này mình mới vừa học xong kiến thức năm 7, đặc biệt là cái bài số môn đầu tiên mình mới làm quen luôn. Nào là cái bài con làm ruộng ở châu Âu. Cảm ơn con. Vậy những cái hoạt động chính của con người, cô nhắc lại một lần nữa, đó là làm cái gì vậy con? Nhìn nhắc lại một lần, hoạt động chính của con người trong giai đoạn này làm gì? Rồi cũng phải hiểu. Trong trò là một. Cảm ơn con. Còn gì nữa không? Rồi cũng phải con. Chăn nuôi. Như vậy mình gọi chung đó là nông nghiệp. Và đây là một cái hình ảnh về cuộc sống trong một cái lãnh địa phong kiến ở châu. Nhìn theo các con, cái hoạt động sinh sống của con người nó tác động như thế nào đến môi trường? Quan sát hình ảnh. Khó quá thì cô cho các con thời gian 2 phút. Hai bạn ngồi gần nhau, các con sẽ thảo luận ý kiến cho nhau. Rồi các con sẽ, theo các con thì cái cuộc sống của con người nó tác động như thế nào đến môi trường? Rồi cô mời các con thời gian 2 phút. Hai bạn ngồi gần nhau, các con có thể thảo luận với nhau. Quay lại.
giờ được ha. Giờ cô mời các con, ý kiến của các con, các con thông qua cái hình ảnh này theo các con thì cuộc sống của con người chúng ta ra sao và chúng ta tác động đến môi trường ra sao. Rồi giờ cô mời nha. À, rồi cô mời hai bạn này. Cô là này, nó cầm đi con cùng lắm, nhìn cái video ghê quá vậy. Cô là làm giảm diện tích lượng. Thưa cô, đầu tiên là làm giảm diện tích lượng. Vậy cái hình nào, cái nào cho con biết là nó giảm diện tích lượng? Dạ thầy, thưa cô là người ta khai thác làm những giảm diện tích lượng để làm ruộng. À, để làm ruộng như vậy là người ta mở rộng các kinh tác ra nên sẽ làm giảm diện tích lượng. Rồi còn gì nữa không? Rồi cảm ơn con, nhóm con. Rồi cô mời nhóm bên đây đi. Xong rồi nhìn nhau rồi nhìn cô cười dữ à? Ngại hả? Rồi hôm qua theo con là chúng ta có khai thác có kinh tán là làm cái diện tích lượng giảm hay là rồi còn chúng ta còn làm gì để cho làm diện tích lượng giảm không? Lấy giống để trồng trọt. Trồng trọt là giống như là kinh tán đó con. Nó đâu khác nhau đâu. Đúng rồi, chính xác. Như vậy xã hội nông nghiệp nó sẽ tác động đến môi trường nhiều hơn so với xã hội nguyên thủy. Vậy chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung thứ ba. Rồi, xã hội công nghiệp. Xã hội công nghiệp này là cái phần kiến thức mới. Cái con chưa làm quen. Vậy xã hội công nghiệp thực tế ra là cái con lưu ý cho cô. À, đó là việc ra đời những cái loại máy móc và nó áp dụng vào trong sản xuất và nó tiến hành đầu tiên ở một cái quốc gia, đó là nước Anh vào giữa thế kỷ thứ 18. Vậy để tìm hiểu là máy móc ra đời như thế nào, cô cho các con quan sát hai cái hình. Đây, một cái sao quay tay vào thế kỷ thứ 15, 16. Và một cái hình ảnh nữa, đó là cái máy móc được phát minh đầu tiên trên thế giới vào năm 1764, máy kéo sợi Seni do James Harriwell chế tạo ra. À, các con nhìn cho cô, quan sát cho cô hai hình này. Con cho cô biết điểm giống. Giống trước nha. Có gì giống nha. Rồi cô mời con. À, nó có cái bánh quầy. Rồi. Còn điểm giống này nữa không? Gì nữa không? Rồi cô mời con. Quý gì đó cô không thấy rõ. Quý nhân, cô mời nhân. À, còn phải có người vận hành, tức là chúng ta quay như thế này thì cho nó mới hoạt động được. Vậy điểm khác, cho cô điểm khác này là gì đây? Có quá hả? Nhìn vô là cái thấy điểm khác liền mà. Rồi, cô mời bên dưới chị con. Nó phức tạp hơn. Vậy nó phức tạp ở chỗ nào vậy? Phức tạp ở chỗ nào? Rồi tôi mời Hiếu. Cái sợi, cái xe
sau tay tây thì nó chỉ dành được sợi, chứ cái sợi có khung và xây dựng được nhiều sợi. Cảm ơn con. Đây, các con nhìn thấy cái điểm khác nhau căn bản. Nó có khung ở đây mà thực tế ra là một cái khung như thế này, một cái bột như thế này, nó có thể là kéo cùng một lúc là 8 cái cọng và sau đó người ta cải tiến ra thành 16 cái cọng. Tức là cùng một lúc nó sẽ tăng năng suất lao động lên gấp bao nhiêu lần vậy con? 16 lần. Như vậy, đây là cái máy móc đầu tiên được phát minh trên thế giới. Cảm định cho cô một lần nữa. Được chưa con? Nhưng mà lưu ý cho cô là những cái loại máy móc trong giai đoạn đặc biệt là giữa thế kỷ thứ 18 này thì chủ yếu là người ta lúc đầu là sử dụng sức người nè, sau đó người ta sử dụng cái sức nước để chúng ta làm cho những cái máy móc nó hoạt động. Nhưng mà như cô nói là ở nước Anh vậy, theo các con là có mùa gì vậy? Mùa gì? Có mùa đông. Mùa đông thì nước sẽ sẵn sẽ đông lại. Như vậy theo các con máy móc có hoạt động được không? Không hoạt động được, nên thúc đẩy những cái người ở đây, người ta sẽ phát minh ra một cái loại động cơ, mà động cơ này sẽ tạo cái sức nước đó trở thành cái sức để cho máy móc hoạt động. Và đây là nhân vật phát minh ra cái động cơ đó. Rồi, đứng lên đọc lớn cho cô. Ai đây? Rồi, cô mời Bảo đi. Vậy là thế kỷ mấy vậy con? Thế kỷ mấy? 18, 19. Và đây là một cái hình ảnh về cái máy hơi nước được xem là cái phát minh quan trọng nhất của thế giới vào thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19. Và nó đã chuyển cái sức lao động bằng tay của con người thành cái lao động bằng máy móc. Và nó tạo ra một cái sự thay đổi của thế giới vào thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19. Và để đó sự thay đổi như thế nào, tôi mời các con quan sát những cái hình ảnh về những cái loại máy móc được phát minh trong giai đoạn này. Rồi đứng lên đặt cho cô thôi. Cái này cái con không phải so sánh, không phải là gì hết. Rồi cô mời con. Cô là tàu máy xe lửa, tàu hỏa. Rồi cảm ơn con. Hai loại. Rồi bạn khác đọc đi. Rồi cô mời con. Rồi cảm ơn con. Vậy tất cả những cái loại máy móc động cơ này được áp dụng vào tất cả những cái ngành sản xuất, đặc biệt là công nghiệp, mà nó mở đầu tiên là ở nước Anh và sau đó nó được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới mà đi đầu đó là nước Anh, nước Pháp, nước Đức và nước Mỹ, và nó tạo ra sự cái thay đổi quan trọng cho các nước này. Vậy tôi sẽ cho các con xem cái lượt đồ sự thay đổi của nước Anh như thế nào trước và sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp. Đây là đường đồ nước Anh trước khi cách mạng công nghiệp diễn ra. Có hai cái dấu tích ở dưới thì các con thấy không có rõ, thì cô đọc luôn nha. Những cái dấu chấm, chấm màu đen hay là cô đánh dấu màu đỏ ở đây, đó là những cái thành phố trên 50.000 dân. Những cái vùng mà tròn mà chấm chấm đen đen đó là các trung tâm sản xuất của tập hình mặt. Vậy các con nhìn cho cô đường đồ nước Anh chưa đó. Rồi, nhìn này, đường đồ nước Anh sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp, để con thấy nước Anh có sự thay đổi. Có gì thay đổi? Thay đổi gì đây? Thấy rõ không con? Thay đổi gì đây? Rồi cô mời con. Dân số tăng lên, tăng hết đều luôn hả? Hay là tăng ở một số vùng thôi? Ở một số vùng thôi. Và cái quá trình này tới là các con đã học năm lớp 7, đó là quá trình gì? Chính xác, quá trình đô thị hóa, dân số tăng lên ở một số thành phố lớn. Rồi còn thay đổi gì nữa không? Rồi cô mời con. Có hệ thống đường sắt, những cái dòng màu đen này các con là hệ thống đường sắt. Vậy trước đây có đường sắt chưa? Chưa hề có hệ thống đường sắt. Mà chính xác là đường sắt được ra đời vào năm 1814 với cái tàu đường sắt đầu tiên, khánh thành đầu tiên ở nước Anh, Celtic Junction, cái tàu này, và hệ thống đường sắt tàu nhiều khác nữa. Rồi những cái vùng gạch chéo là những cái vùng công nghiệp mới. Những vùng công nghiệp mới thì các con thấy xuất hiện sao? Rồi cô mời con. Nó xuất hiện nhiều hơn. Vậy nhìn tổng hợp lại các con thấy nè, nước Anh trước và sau khi hoàn thành
của cách mạng công nghiệp đã có sự thay đổi rất nhiều. Hay người ta nói rằng là bộ mặt kinh tế của đất nước đã có sự phát triển hơn hẳn. Vậy cái này mình thấy là có tốt hay là xấu đây? Cực kỳ tốt, làm cho kinh tế của các nước như nước Anh, nước Pháp, nước Đức phát triển lên một cách nhanh chóng, đặc biệt là ngành công nghiệp. Nhưng mà bên cạnh yếu tố tích cực đó, nó cũng tác động, ảnh hưởng đến môi trường. Và đặc biệt hơn là con thấy rằng trên thế giới sau cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh thế kỷ thứ 18 rồi kéo theo là các nước khác vào thế kỷ thứ 19 và cho đến tận ngày năm nay chúng ta thế giới đã có nhiều thay đổi, hay người ta gọi là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang cải tiến dần dần những cái tiến bộ về mặt kỹ thuật. Vậy tiến bộ về mặt kỹ thuật đó, các con có thể quan sát một cái số hình ảnh về hoạt động của con người ngày nay. Rồi nhìn cho con ha. Không, cái này các con nhìn thôi, là chúng tôi sẽ hỏi. Đấy. Chụp từ trên cao chụp xuống. Nhìn thủ đô của nước Anh. Bảo là thủ đô của nước Anh phải không con? Là gì vậy? Nào cũng mày hiếu. Những cái vùng đô thị lớn trên thế giới. Đây là những cái thành phố lớn trên thế giới. Thấy nó hấp dẫn không? Phát triển không con? Phát triển. Đây là hoạt động gì của con người? Khai thác. Khai thác. Rồi, khai thác được. Của con người trong cái xã hội công nghiệp từ thế kỷ thứ 18, chính xác hơn là giữa thế kỷ thứ 18 cho đến tận ngày hôm nay, để con thấy rằng nó tác động như thế nào đến môi trường. Cô sẽ cho các con làm một cái bài tập nhỏ, là cô sẽ tóm tắt lại. Vậy chúng ta đã trải qua 3 thời kỳ lịch sử: thời xã hội nguyên thủy, xã hội nông nghiệp và xã hội công nghiệp, và tác động của con người qua các thời kỳ này. Và cái bài tập nhỏ này cũng là cái phần mà trong phiếu bài tập của con. Ở trước khi các con làm trong cái phiếu bài tập đó thì cô sẽ mời một bạn lên đây. Các con sẽ đi cho cô. Hay nói chính xác là các con nói những cái nội dung nào mà các con thấy nó hợp lý nhất. Con cầm thử cái bút mà. Đây là cái phần hoạt động của cô Thúy.